em sẽ hướng dẫn chị cách gửi email trên máy tính bàn hoặc laptop gửi trên điện thoại thì em không biết vì kể từ khi mẫu thanh quản không nói được đầu tiên chị mở gmail ra gửi địa chỉ email người nhận click chuột vào hàng để ghi ghi tựa để muốn gửi enter click chuột vào hàng phía dưới để ghi nội dung sau đây tìm hiểu hai thanh công cụ phía dưới để biết sử dụng coi chuột màu vàng đang chỉ nha